Xin chào các bạn ơi, hôm nay bạn Gấu với bạn Mía có một cái phao bơi mini nhá các bạn. Hôm nay các bạn chuẩn bị rất là nhiều bóng, bóng bay này. Bây giờ chúng ta sẽ đổ bóng vào bể bơi mini này nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn xem này, bạn Gấu với bạn Mía này, hôm nay các bạn chỉ tắm với bể bao cái phao bơi mini này thôi. Rơi hết rồi. Liệu bóng có tràn ra không? Gió to quá bay hết những quả bóng của bạn Gấu rồi. Bạn Gấu bị ấy. Bạn Gấu bị làm sao hả Mía ơi? Bạn Gấu mà bạn đi ngồi vào trong cái phao bơi này kiểu gì, phao bơi đúng lội hết bóng bay lên ra cho mình xem. Bạn Gấu bắn rất là to. Bạn rất là to à. Bạn Mía ơi. Mía làm gì á? Các bạn ơi, bạn Gấu ngồi vào thì nước sẽ tràn lên cho mà xem. Bạn Gấu ơi, cái phao bơi này nó ngắn, nó thấp lắm. Kiểu gì bạn Gấu to thế kia, tràn hết ra rồi. Gấu sẽ là người phá hoại. Mình tạo tung đám trong. Một đám trong à? Bây giờ mình trong thật luôn nha các bạn. Vỡ rồi. Thôi để mẹ lấy thêm nước cho. Như thế nào hả con? Thế này mai phải lấy phao bơi to cho bạn Gấu. Bạn Gấu bạn ấy ngồi thôi. Phao này bé quá, bạn Gấu bạn ngồi toàn bị bóng rơi hết ra ngoài thôi. Đấy, các bạn nhìn xem bạn bụng bạn Gấu à, bạn Gấu ỉn rồi. Dạ. Bạn Gấu ỉn 50 bao nhiêu cân rồi? Năm nay bạn Gấu ỉn 20 cân rồi. Thế này phải cần phải giảm cân ngay bạn Gấu ạ. Oh!
bạn mía ơi, bạn mía. Bạn mía đừng nghịch thế. Gãy tầm. Con cho ngắn ngắn là rồi em chọc được, không phải dài đâu. Đấy. Mía thử bóp xem có vỡ được không? Thử bóp thử xem có vỡ được quả bóng bay không? Bóng bay. À chị gấu chị mới bóp được vỡ thôi, còn bạn mía không thể nào bóp được. Mình có kiểu này mà quả bóng bay không được mình nữa đâu. Đây các bạn ơi. Để bạn gấu mẹ bạn mía thử bóp thử xem có vỡ được không? Không vỡ được, bạn nó sẽ ra thành quả gì đây? Thành quả gì đây bạn Mía ơi? Quả gì đây? Quả nê hả? Bạn mẹ Mía bạn tên nê đấy. Không thể là vỡ được. Wow, đã vỡ rồi các bạn ơi. Lạnh quá các bạn ơi, mình bị rơi hết bóng bay đâu mà. Để mình ra phải nhặt lấy quả bóng bay kia vào đây để mình chọc mấy quả bóng bay này vỡ đi nha. Mình ra nhặt mấy quả bóng bay ở kia thôi các bạn. Hãy cho mình 10 phút nữa. Nhặt quả bóng bay mất 10 phút. Bạn thấy không? Bạn mía mới là bạn gấu, bạn càng nhặt vào thì gió nó càng thổi bay hết. Đây là đang ở sân mà, ở sân nên là gió rất là to. Mía nằm xuống, mía bơi đi, mía bơi đi. Thôi gấu ơi. Thôi con đừng nhặt nữa, nhặt gió to lắm, nó bay hết đấy. Con chỉ nhặt mấy quả bóng bay thôi. Giờ mẹ mà đổ thêm nước vào thì nó sẽ trôi hết lên. Mà không biết tại sao nó lại không phồng lên nhỉ? Nó xẹp rồi con ơi. Mình có hai quả đó. Mình vừa chọc được cái lỗ nhỏ để cho nó tự xẹp các bạn ạ. Mình đang để cho nó căng nước lên mà sao nó không căng được vậy các bạn. Hãy cho tụi mình, hãy bình luận cho tụi mình ở bên dưới nha. Để tụi mình chơi. Mình bơi, bạn các bạn nhìn bạn mía kìa. Bạn mía bạn đang nằm dài ra. Mình phải để chân. Bạn ơi, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào.